người hùng thể thao Timor-Leste vẫy cờ Việt Nam ăn mừng, tôi yêu Việt Nam. Vận động viên người Timor-Leste Felisberto de Dias mượn cờ Việt Nam để ăn mừng sau khi về đích ở nội dung 10.000m nam môn điền kinh. Lá cờ ấy là tôi mượn từ trên khán đài của một cổ động viên Việt Nam. Sau khi về đích, tôi đã chạy về đó và hỏi một người rằng có thể đưa tôi lá cờ đó được không, Felisberto de Dias chia sẻ. Vận động viên sinh năm 1999 là người Timor-Leste đầu tiên giành huy chương SEA Games ở môn điền kinh. Felisberto de Dias về sau Nguyễn Văn Lai trên đường chạy 10.000m. Felisberto về thứ 3 ở chung kết nội dung 10.000m. Anh vẫy cờ Việt Nam ăn mừng và chạy đến chung vui với hai vận động viên chủ nhà. Cách đây ít ngày, sau khi về nhì ở chung kết 5.000m và giành tấm huy chương bạc đầu tiên ở SEA Games, Felisberto đã chạy đến ôm chầm lấy nhà vô địch Nguyễn Văn Lai. Vận động viên của Timor-Leste cho biết anh xem Nguyễn Văn Lai như một thần tượng. Tôi hâm mộ anh ấy. Tôi biết anh ấy giỏi hơn tôi. Anh ấy là nhà vô địch, không phải riêng ở SEA Games đâu mà các giải khác nữa. Ở vòng cuối, tốc độ của anh ấy thật đáng nể. Tôi ước một ngày nào đó sẽ được như Nguyễn Văn Lai, Felisberto nói. Hình ảnh Felisberto de Dias cầm cờ Việt Nam khiến các cổ động viên chủ nhà thích thú. Anh bỗng trở thành vận động viên nước ngoài được yêu mến nhất ở sân đấu Điền Kinh tối qua 17/5. Sau lễ trao huy chương, rất đông cổ động viên xuống sân để chụp hình với Felisberto chứ không phải Nguyễn Văn Lai. Chân chạy của Timor-Leste có vẻ ngỡ ngàng trước tình cảm đặc biệt này. Anh vui vẻ chụp hình với các cổ động viên đến hơn 10 phút. Phải đến khi nhân viên của ban tổ chức nhắc đến giờ đi thử doping, Felisberto mới chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn. Trong lúc đi vào phòng thử doping, trên mũ của vận động viên này vẫn cài lá cờ Việt Nam. Tôi rất quý mến người Việt Nam vì sự chào đón của các bạn khi tôi đến đây thi đấu. Tôi yêu Việt Nam, Felisberto xúc động nói. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua điều này. Các cổ động viên Việt Nam đã vây quanh tôi. Thật hạnh phúc, tôi là một vận động viên nước ngoài, vậy mà họ yêu mến tôi như vậy. Tôi thật hãnh diện và rất bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy như vậy. Timor-Leste chưa bao giờ có huy chương ở môn điền kinh. Lần này tôi đã giành được hai huy chương đầu tiên, vì vậy tôi thấy rất tự hào và hạnh phúc. Tôi nghe thấy các bạn Việt Nam gọi mình là người hùng Timor-Leste, rồi đến chụp hình với tôi nữa. Cảm ơn các bạn đã làm tôi thêm hạnh phúc. Felisberto cũng tiết lộ rằng anh có một bản danh sách các địa điểm sẽ đi ở Việt Nam sau khi thi đấu xong các môn ở SEA Games 31. Anh từng đến Việt Nam một lần và sẽ còn quay trở lại cùng gia đình. Điều tôi thích nhất ở đây là mọi người rất tốt bụng. Trong thời gian dự SEA Games này, dù biết có nhiều khó khăn nhưng tôi thấy các bạn Việt Nam đã làm hết sức để hỗ trợ chúng tôi. Khi nào gặp vấn đề gì, tôi biết là sẽ có được sự giúp đỡ từ các bạn. Tôi sẽ đến Việt Nam một lần nữa. Tôi sẽ đưa cả gia đình mình tới đây, Felisberto chia sẻ. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.